Kính thưa quý vị, Thế vận hội dành cho robot được tổ chức tại Miami, Hoa Kỳ. Tính từ Miami, mặc dù hoạt động rất chậm chạp và thường xuyên bị vấp ngã, tuy nhiên những cỗ máy mà bạn đang nhìn thấy hiện là những robot tân tiến nhất trên thế giới. Toàn bộ số robot nói trên đều là thí sinh tham gia trong một cuộc thi tại Miami, tiểu bang Florida, có tên gọi là DARPA Robotics Challenge. Cuộc thi này được thiết kế với nhiều nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn trong thảm họa, nhằm mục đích thử thách khả năng của các nhóm phát triển robot. Những công việc như mở cửa hoặc leo cầu thang có thể là một điều đơn giản đối với con người, tuy nhiên nó lại là một sự thử thách đối với các robot. Những cỗ máy sử dụng hệ thống cảm biến và máy quay để định hướng. Hiện đã có 8 trong số 17 đội robot đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được lựa chọn để tiếp tục thi đấu trong vòng chung kết năm tới. Cho đến khi đó thì những đội này sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến robot nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho trận vô địch quốc tế. Đội thắng cuộc tại trận thi đấu nói trên sẽ nhận được giải thưởng trị giá lên đến 2 triệu Mỹ Kim.